Tình xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn. Xin chào cả nhà. Nó lớn lên. Nhớ ông bà cô chú lắm hả? Nó lớn lớn lên ông bà mới nghe, nó hiếu hả? Bữa nay là Tiền với lại Hiếm Ba sẽ đi thăm Lương cả nhà ơi. Hôm nay thì thăm chúm Lương nha. Bắt ốc hả? Hôm qua thì Phong có đặt mới chúm Lương á cả nhà. Bắt ốc hả? Bây giờ là Tiền với lại Hiếm Ba với lại bé Miêu sẽ đi thăm. Miêu không nhà Miêu nhớ ba mẹ không? Nhớ nhiều không? Ốc hả? Mẹ có biết đâu. Ốc hồi nãy con mới thấy. Đó, mới thấy thì mất tiêu rồi. Bá ốc làm gì ăn hay gì? Bá ốc làm gì Miêu? Hả? Ăn hả? Ở trên đó một cái đi Hiếm Ba. Ừ. Ngay đầu này nè. Quay đầu con vô trước hay gì? Hiếm Ba vô luôn cũng được. Vô luôn cũng được hả? Dạ. Bột vô luôn. Được hả? Sao muốn ba ra chút. Rồi tới. Chưa, đã con ấy vô chưa? Rồi, buổi tới. Hiếm Ba dở trước nha. Hiếm Ba dở trước đi. Dở trước cái lý hên nha. Hiếm Ba dở trước rồi tới mẹ. Ừ. Hiếm Ba nhường mẹ. Tao dở thì có không nha. Rồi. Cho bà ba dở trước đó. Đặt đây này là mình đặt ngay mấy bờ cỏ ngay cả nhà hổm gài là nước lên mà mày biết sao có lương mày cũng có lương ừ, nhiều quá đây nè nhìn đây nè có lỗ ui có lương lương có lương không có lương không lương, lương không? Rồi Miêu ơi lương không thấy đắt tiền đi cho dừng mỏi ừ, có để anh dỡ đây luôn hả gì dỡ đổ vô hùng luôn đi má dạ có lương Miêu ơi từ từ nghe coi nó tọt nha dỡ sao trời đầu kia đâu này nè đâu này cái đầu cái hôm nó dở ra không chị hả đây hả thì tôi lại công sống dặn cái đầu đó chúm lương mới nay bà ba với mẹ dở lương cho bé Miêu ăn nha nhưng mà ba với mẹ ơi ơi ốc ôi trời ơi cứng quá đổ hen rồi chút vô nè ôi trời ơi con lương khổng lồ ừ lắm hả vô miếng rồi Miêu ơi con lương khổng lồ Miêu ơi ờ không gà mấy ông trời ơi chút nó bò ra quá trời sao? Luôn á có độ đẩy không bò ra nè ui khổng lồ luôn vậy đó hả Miêu ơi hết sức Miêu luôn kìa Miêu dữ không quay dữ bơi bơi dậy ra luôn ui con lương bự nó bữa nay cho bà ba dở nha bà ba hên quá ta lượt lương bự rồi tới mẹ con mày ui nãy tao tháo cái cây tao bỏ đâu rồi ta ờ thấy được lương bự rồi tháo giục đi gánh lại gánh sao nữa mẹ ơi thôi con thôi nổ đi nổ đi bắt ốc sao đi hên quá bà ba được con lương bự hên quá gì vậy gì vậy ốc nè nè đó cho con ốc á vậy không quen không đi ăn trước một cái nè Hiếm Ba kìa đó mày gướng vô mũi mày đi tao mày dở đó tao còn phơi tắt nước Miêu ơi nước dữ rồi Miêu tới mẹ Miêu dở nè tới mẹ Miêu ấm xà la xà bùa nè có không nè tới mẹ đẹp ở đâu con đâu thấy đó Hiếm Ba đây rồi thấy rồi thấy rồi thấy rồi xin vô tới luôn mất tài ơi tới đưa cái móng cho bà ba tắt nước rồi Miêu ừ cái mẹ mới Miêu đổ coi có không nhìn cái đầu đó mới có không nữa nhìn cái đầu kia rồi quê cái đầu đẳng có đường đó nè Hiếm Ba đổ ra đi có không đổ thì nhìn đi. Có không mà biết rồi lạnh quá ờ có không có lạnh quá à. Có con lương nhỏ lạnh quá à, mẹ ơi ừ mẹ dân nước vô rồi mẹ
nhỏ xíu. Nhỏ lắm hả? Nha, nhỏ hơn bà ba. Mẹ lưng to. Lưng to, nó vàng ngay với mẹ dành mẹ nó lưng to. Thôi bạn vàng quá bà. Rồi, bới ra luôn. Mẹ ông lưng có chút giờ dành lưng to. Mấy miêu, mẹ mấy miêu dở quá, dở con lưng chút xíu. Ba, ba một người là còn con. Chung một cốc. Chung một cốc. Chung một cặp. Mẹ với ba mày chung một cốc. Chung một líp. Chung một líp líp liều lấy tưởng. Ngốc quá. Một túp liều chanh đấy mèo. À chưa con. Một túp liều chanh ba quả thêm vàng. Trời ơi, nó nhiều. Trời ơi, ta nói gì mà nó nhiều. Thương miêu thiệt, nói nhiều thương miêu. Nhiều thương miêu rồi. Biết ai nói nhiều à. Đâu coi coi mấy cái đầu mối á. Nó đằng trước đó tiền. Đúng không? Làm dấu nè. Cột cột cút đó, thấy không? Đúng rồi, thấy rồi. Anh chéo, đừng vô nữa, đừng vô nữa, đừng vô nữa. Chớn đi chứ ai làm gì vô. Phát nước rồi, nó nghỉ bơi rồi. Nè múc nước cái tát coi đi ngập đít. Sao thấy nó nặng nặng nè hiếm ba ơi. Vậy hả? Thôi hiếm ba dở ra luôn đi. Đổ vô đó đi. Ông bơi nữa nha. Nhìn cái đầu này biết liền. Có có. Có không? Có. Mặn mới bự nhỏ à. Miêu coi bà ba có lưng bự nhỏ kìa Miêu. Chưa chưa ông tụt ra. Bự nhỏ vậy em ba. Ui bự. Bự không? Quá đã luôn ta. Bự. Ôi đã chứ hả? Bự bằng lương thứ ba rồi. Ủa, sao mẹ chạy gà lui nhỏ không nhỏ? Con bự kìa. Con dặn bà ba lưng. Tắt nước dạ? Đi. Tắt nước ra kìa. Nước không kìa. Tắt nước. Tắt bằng đây nè con. Không tắt hồi ướt đít miệng ăn chịu nha. Ba ông ba còn nghe cái nhà quá hên này, may mắn rồi đó, quá hên này. Bữa nay ông trong miêu ăn đâu ba ốc của con. Ba qua bên kia kìa, hiếm ba bông lục bình kìa miêu ơi. Ở đây là giờ này là nước nó lình nước nó gồng rồi đó cả nhà. Nó muốn gồng vô mẹ. Cái lửa nước đâu nước rồng à. Kệ ấy xuống. Cái đầu đằng kia hơi cẩm rồi đó nha. Nó mà ba nặng nè. Miêu. Bữa nay Miêu được đi theo mẹ với bà ba hơn quá vậy ta. Miêu. Ơi. Ừ. Một ngoại lửa mi lô không? Đâu? 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 Cơ thấy ai chạy trong lỏng. Thấy ai chạy? Gà thèm sữa hay gì kêu mẹ mua sữa trời. Ông gà thèm sữa rồi. Bà ba không có tiếp gì trơn á. Cô tắt nước nè. Tắt nước đi. Bà ba tắt nước đi con bơi xuồng. Trời ơi bơi giỏi quá. Ba có được đâu không? Con bơi không được đâu. Xích vô một chút nữa anh ba. Vô nữa hả? Cứng ngắc rồi. Cố lên. Cái đầu đằng kia nó nặng. Cái đầu đằng này nhẹ hững rồi. Cái bơi nó nổi. Cố lên. Cố lên. Chống cái mũi qua. Đây một con. Bà ba. Gì? Con ui chống bơi được đâu rồi dậm. Nè. Nè cho mày dậm luôn đó. Mày bơi đi. Nó. Bơi được nha. Có không? Không biết nữa. Tiền ơi nó gớt rồi, tiền ơi gớt rồi. Đây vậy là con lưng nặng lắm nè, nó trụng xuống dưới luôn á. Rồi đi. Đã một con nữa. Ôi vô mảnh nữa rồi. Hên quá Miêu ơi. Hên quá Miêu ơi, dính nữa rồi Miêu ơi. Hôm nay mấy Miêu đi theo hên quá. Hên quá Miêu ơi, để bà ba đổ ra Miêu ơi.
Nhanh quá, nhanh quá. Gì vậy? cái trứng đụng vào bà la. Ê. Hai con hả? Hai con bé bồng bông. Hai con mini hả? Không vậy? Hai con bé mini con bé mèo. Hai con lãi. Rồi bơi đi, mẹ con mày bơi đi. Trời nắng. Trời này nắng lên nè. Không. Miêu bữa nay heo hên nha. Hồi Miêu muốn ăn gì? Hồi con muốn ngon kìa ba. Có con Miêu hên quá nè. Ăn ngốc rồi, ăn ngốc. Ngốc, ngốc quá hả? Mày có ốc đâu bắt? Đây một ống. Con muốn ở đây ngon ngon không kìa ba ơi. Ăn muốn nữa hả? Ăn 4-5 ngày rồi ăn muốn nữa hả? Đi ra chẳng còn ăn cơm muống hả? Nè ba. Cũng được ăn cơm muống nữa hả? Mình khám phá coi. Có cỏ không ốc? Dạ được đủ ăn. Không có. Đổ nha, đổ nha. Không có, quên, đổ làm chi, nhìn không thấy lương rồi. Hả? Ừ nè. Lương xuống rồi đầm đây nè. Giờ này là nắng lên dữ rồi đó anh ba. Dạ. Giờ này nắng lên đó. Ừ. Hai hôm gài nắng gắt dữ nha. Ừ. Bơi theo mấy cái dạng cỏ này nè cả nhà. Đây này, đây nè anh ba. Đâu? Trong này cái thấy nó nhô nhô lên nè. Vô. Nè ba. Ủa, có gì nè. Có gì nè quê. Ừ, có đựng con nữa rồi nè, thấy đựng con nữa rồi nè. Đúc hơm vô mảnh rồi Miêu ơi, che lên con, nắng con đó. Đựng thả một anh, một anh ba hưng. Có anh ba hưng. Có anh ba lương. Đâu? Cái gì vậy? Kìa, ốc kìa. Thì cãi nó đi. Ốc kìa. Ừ. Bữa đó mình ăn ốc, nó không có, nó hẹp ốc. Bữa nay nó hẹp ốc, nó ăn ốc hoài. Là ăn ốc hoài luôn. Bữa đó bà ba với mẹ vô sao được tại ốc nhồi thịt. Ốc nhồi thịt. Ốc nhồi thịt Miêu không được ăn, bây giờ rất này thèm. Nè con nhặn xuống ba ụt vô nha. Cô vô. Ba cái cỏ này vô. Quá trời chưa? Luôn á. Rồi tới ơi. Coi thử coi, coi có không. Trời ơi, vô mánh rồi. Có nữa hả? Có. Vô mánh rồi nè. Cái này dòm thấy hả? Thấy rồi. Mấy cái rau gì này, rau gì mà thấy ba. Này giống câu dịu quá vậy mà. Dịu nước á. Dịu nước hả? Ừ. Ăn được không? Ai biết đâu, nào giờ có ăn đâu biết. Dịu nước không ăn, ăn dịu bờ không à. Một con hay gì nè Miêu ơi. Ô phật tao đó. Ôi, lương quá này. Giờ này gió ngựa không bơi muốn chết luôn vậy đó. Đâu rồi. 1, 2, 3. U, được thằng nữa. Thằng này nhỏ. Được mấy con bự rồi em ba? 2-3 con bự, 2 con dừa, 2-3 con chút chút, Miêu. Chút chút. Bây giờ đặt mấy cái tận.
tiên. Dạ. Đặt hết mấy mấy cái? Hình như là 7 10 cái gì á, thấy không? 10 cái gì á. Phải 10 cái không? Đây được 7 cái rồi. 3 cái nữa hả? 3 cái nữa. Chiếc xuồng em lái em bơi. Chiếc xuồng nhỏ xíu. Chiếc xuồng nó lúi qua, lúi lại em bơi lòng đâu vậy nè. Nhưng mà nó có chùm một chùm kìa. Em bơi lòng vòng. Chỗ đó. Chỉ chỗ bụi gáo, cái bụi gáo đó là chỗ đó đó, vòng vòng chỗ đó đó. Cái chỗ này nó có buộc chùm cái gì đó. Cái xuồng như đáy của Hương là mưa mà mưa nữa. Bắn 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 vô. Cái xuồng nó bị vô nước rồi. Đập dưới rồi tiền, đập dưới rồi tiền. Dưới rồi, dưới rồi. Dưới gì con? Đâu? Dưới đây nè, dưới đây nè. Kìa, tiền cục gút đó kìa. Chỉ dưới này nè, dưới đó đó. Ở dưới này hả? Ừ. Xuống. Thường đặt đó, luôn là đặt ở trong bụi gặm không mà cả nhà. Chứ ở ngoài nó không có chạy. Dòm đít rồi, dòm đít rồi. Chắc quá kìa. Ờ, dòm đít nó chạy xuống là thấy. Không có. Không có. Không. Chắc quá. Có để xuôi được đây. Rồi đi tiếp. Sao múc hổng ngày múc đây trống lỏng luôn lần. Dù con sao con mát. Mêu mêu còn mặt trăng nữa kìa mêu. Thấy mặt trăng không? Nó nửa cái mặt trăng á. Thấy không? Sao giờ này mà còn mặt trăng là sao mêu? Không. Mêu ơi giờ này còn mặt trăng là sao? Tao che dù hơn tao luôn. Đây một cái này đó. Cố lên, cố lên. Dạ. Cố lên. Chồng chồng chồng. Trời tức quá kìa. Ở ngoài này đặt gì mà không dính bằng trong đất cỏ hả em ba? Ừ. Ôi, tức quá. Đi tiếp. Rồi cá nó nhảy lên kìa em ba. Hai cá nhảy không? Chứ bơi mới được không? Bắt đầu bơi. Còn cái nữa không hả ba? Ừ. Chín cái rồi đó. 4, 6, 8, 9. Sao mấy cái cuối cùng sao mà thấy nó chất quốc vậy hả ba? Ở trong cỏ mà đặt dính thấy ham tại. Còn hy vọng cái cuối này vô được không? Hy vọng cái cuối nha, tè ha ha ghê miêu. Bữa nay vàng bầu của dưỡng ba kìa, nó méo vàng hết rồi. Đây bà ba bơi tiếp mẹ nè. Mẹ bơi vô nổi không? Ừ, 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 mẹ con bơi đi. Nhìn bơi. Ừ, 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 mẹ con bơi đi đó. Không để cho bà ba kéo tiếp mẹ không con. Không có bà ba bơi không vô kìa. Đứa bạn thấy bà ba bơi miết vô. Nè, cầm dù đi. Trả dù nè. Trả gì còn nữa. Nói không có mẹ, không có bà ba là mẹ con mày bơi không vô đâu. Ông cuối cùng. Ông cuối cùng, sụt 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 sụt. Đây là đường cục rồi. Đường cục. Rồi, chết quốc luôn. Có không? Không luôn. Trời ơi, xui vậy. Cái
cái cuối mà không vô con rồi đi vô vậy. Thôi nhiều quả nhiều không quá nhiều. Ui da còn quả rồi. Ù đếm thử nhiều con quá không biết nhiêu con luôn. Hai bao nhiêu con rồi? 46 7 con 60 con gì đó. Cái đầu 3 cái đầu thấy được 4 cái đầu 5 cái đầu 6 cái đầu 6 con hả? Thấy 6 cái đầu đó không biết vô mánh này thấy được 6 cái đầu sẽ đi vô nha cả nhà ơi. Vô thì mấy em cháu sẽ làm bữa cơm ăn. Nay được xuất chuồng rồi vui quá hả Miu? Quay mặt lại bơi. Mẹ ơi, con nay con được xuất chuồng rồi. Hôm nay con được xuất chuồng rồi hả? Xuất chuồng. Rồi không ngại mẹ con nó bị nhốt hả vậy? Nó nói ngoài đi nó cạn. Rồi giờ Tiền với lại thêm ba ghé hái mớ rau muống vô ăn cả nhà. Rau muống đây non quá trời luôn nè. Ôi bông lục bình kìa. Hái bông lục bình vô ăn. Cái này nó muốn nguội luôn rồi. Đây. Ở bên đó con bông nữa đấy ba. Ôi bông lục bình ngon hết sức rồi. Mà đẹp nữa. Dạ thì từ nãy giờ là Tiền với lại Hiếm Ba với lại bé Miêu á cả nhà. Có đi giải chấm lương về được nhiêu nè. Mẹ với lại Út Dương cũng xuống ăn chung luôn nha. Chào cả nhà. Con chào cô chú. Chào rồi cho nữa hả? Đây lương này từ nãy giờ Tiền cũng đã mặn rồi đó cả nhà. Được nguyên một gỗ lương luôn. Quá ngon nha. Hôm nay là ngày đầu tiên gia đình sum họp. Bé Miêu nhớ mẹ không? Nhớ. Nhớ khóc không? Khóc không? Khóc đáy ướt dầm luôn á. Khóc không? Khóc không? Khóc không? Khóc không Miêu? Không trả lời Miêu. Khóc làm hình cái gì đó. Bởi vì làm hình đó. Quá không Miêu? Không rồi, rồi không hỏi bà ba lại coi. Không canh được. Không canh kỹ rồi. Cái gì đó luôn? Mẹ. Kiến. Kiến đâu mà biết chứ. Con súng không kiến nè. Miêu hỏi bà ba coi. Hôm nay là lương là gia đình Tiền sẽ nấu mẻ nha cả nhà. Lương nấu mẻ. Ăn với lại bún. Là cả vòng vòng cỏ đây. Dạ. Hổng bẻ người ta xịt lương quá trời. Mì xuống cho thằng ốc. Cho con trái ớt ở đó hả mẹ? Gà ốc chết luôn, mì không xuống ăn tiếp. Đạo đó là đạo của nó đó. Mì hỏi bà ba coi điểm hôm gì chổng à, bà ba với ông ba có tâm sự gì không? Đó không mì, sự mẫn. Đó không? Dạ có. Dạ có. Bà ba với ông ba tâm sự gì vậy? Tâm sự sao? Hả? À, nói cho ông bà nghe coi. Không biết. À, dạ có mà không biết sao. Thì nhóm lửa đó mà nấu nha cả nhà. Có mẹ. Đang ăn cái lục ăn đó nghe. Nè mặc cái muốn đi, muốn mặc ra nhỏ nhỏ nhỏ. Nó khúc khúc ra. Rồi để nè ngoại làm, ngoại làm. Con có dao cũng làm mới được lặt cây rau muống với ốc đi. Có này sao? Giờ này là chắc ung khói nữa quá. Vô này vô cỡ này. Rồi vô bắt mới đây mặt luôn. Lú rồi mà không khóc bít hà. Nhớ chồng khóc mà giả bộ hoài. Giả bộ khói, giả khói nè.
ngày nào cũng gặp mặt. Có gì được hello rồi đã thấy mặt rồi. Dạ dạ nhà cái gì dễ nha. Dạ. Bữa nào cũng sáng điện cấp, cái tối tối điện cấp. Bữa nào cũng điện chứ điện. Nhớ anh điện nó chờ chờ nó thì mằng về điện nó một cái. Nhớ em ba ngày nào cũng điện hết trơn. Ngày nào cũng điện. Nhớ mà bỏ mặn luôn nghỉ mặn. Mấy thôi đi mình tránh xa đi để người ta gặp mình ta chạy nữa. Nói vợ mình bị gì? Vợ mình bị gì? Điện công ta né né nữa. Rồi đi ai né mình tránh. Tại vì nó thôi nghỉ mà. Nghỉ quen á. Khi mặt lên biết. Ngán. Bữa nay cha đi xuống chị nữa mẹ. À, cha tính đi rồi sáng chở Dương bất ngờ đó rồi hơi trễ rồi sáu buổi đi đâu đó không biết. Nghe ông đi tâm sự mỏng nữa rồi. Chích chở bất ngờ Dương về rồi cái ổng hú qua đó. Ôi ngủ đầu ha. Hoàn tông quá. Nhiều khi lên chú Tung cũng chừng. Chú Tung này là xuống dưới đặng làm cái lan can cho ba, chị này. Ba ngoại ơi. Ơi. Đổ nước xong á. Mình làm xong rồi đổ nước xong rồi á. Cái nước khác để cho nó ngầm vậy. Này nó ngầm muối. Muối cho nó trắng, cho nó tẩy. Muối cho nó sập. Muối để con làm chứ. Đi, ngâm đi. Nước muối cho nó sập nè. Nó tẩy trắng. Này có dao gọt mới được con. Ông gà có nhớ mẹ không? Nói cho ông bà của chú nghe từ coi. Không mới sang đi thăm lợt nữa. Chào. Chào cả nhà kìa. Chào cả nhà nha. Kiếm tôm đó hả? Kiếm tôm đó nào. Cháo. Có đó tầm bự cho dưới nè, tầm nhỏ để đây nè, nhớ nè. Hôm bữa nay đi giả tầm bự cho cho. Không bị. Đi dậy sớm sớm ăn cơm cha. Sớm sớm ăn lẩu. Sáng đặt chấm lươn, được mớ lươn kìa. Nay đãi cho ăn bữa. Để em đãi hoài. Đãi bạn chạy nhiều không? Nay gia đình sum họp. Đãi nhiều tôm không? Đãi con vậy lên. Cho bé Miêu ăn. Tiền sẽ thả xả tỏi ớt vô nha cả nhà để mà mình thử nấu nước mẻ cho nó thơm lên là được rồi, mình không có cần phải nó vàng nha. Ủa con ngắt gì kỳ vậy? Ai ngắt bị cổng đó con nè. Thịt mùi thơm lên này, quá thơm, đuối bụng rồi. Đuối bụng mà Miêu đó bụng chưa? Miêu để đọt cho bà con. Rồi tiền cho nước dạ. Để đọt cho bà có cục cục đó con. Ngắt gì vậy? Má gì đó rồi. Cho nó sôi lên thì tiền sẽ cho mẻ vào nha. Rồi nước sôi rồi bây giờ tiền sẽ nêm nếm luôn nghe cả nhà ơi. Tiền cho một muỗng muối vô này. Hạt nêm, bột ngọt, đường, cho 2 muỗng đường, đường đây. Rồi tôi sẽ cho cái phần cơm mẻ vô luôn nha. Nóng quá em bà. Lửa nó táp ra nó nóng. Rồi mình đưa vô. Gã nó ra.
cái phần cơm này còn dư hồi tiền để xuống dưới sông cho cá nó ăn. Ôi ôi thơm. Thơm chưa? Thơm mệt phải không? Nó đã sôi lên, giờ Tiền sẽ cho lương vào luôn nha, để mình ăn cho nó mau. Sợ sợ nó văng. Cho nấm vào luôn. Nấm rơm. Ngọt chảo luôn rồi Miu ơi. Chảo khủng lồ luôn. Nọ. Rồi Tiền sẽ cho rau vào hết luôn. Rồi mình bắt qua bếp cồn mình ăn. Nọ. Sọc cho bụng tôi lòi ruột tôi luôn. Rồi chuẩn bị ăn thôi. Chín rồi. Rồi đây cái phần mẻ lương của Tiền nó làm xong rồi nè cả nhà. Rất là ngon, rất là hấp dẫn luôn nha. Đó, cha thì đi chưa về kịp rồi, gia đình ăn trước nha. Rồi bây giờ thì xin mời bà cô chú anh chị các bạn cùng dùng mẻ, nấu mẻ lương với lại gia đình của Tiền nha. Đây, nhiều ăn nào? Bông súng nè, cây chuối nè, bắp chuối, rau muống với lại bông điên điển nha cả nhà. Còn một bình nữa. Đó, cái hấp dẫn luôn. Đó, cho cây chuối vào. Mèo ăn lươn thế nè, chấp lươn cho nó đi nè, cho con lươn bự nè, bún đi, bún đi, bún chan vô mày vẽ cho con nha, lươn bướu chặt nè, ăn mèo rồi đấy, giờ đấy giờ chạy chạy tẻ không bà, mày ông bà con ít hả, tử tế đó ta, ghé cục nào ghé cục nấy là ít gì đó. Chị người nặng cục đó, người cục đó, bớt thì để chị tố. Rồi cả nhà ăn lương nấu mẹ mà cả nhà nha. Mời cô chú anh chị ăn bún. Chín rồi đó Dương, nè bún trước đây. Nay mình sẽ chấm với lại muối ớt hàng thánh. Của bà Tiền quá lắm. Đúng không em? Mẹ ăn cái gì vậy? Ăn đàng hoàng không? Chổi cái tay thôi kìa. Sợ rất lương mất cái gì. Ngoan đi. Lâu lâu gặp lại cô chú nó vẫn lì như xưa đó. Lì hơn xưa nó chứ vẫn gì. Bà cháu gì cũng vắng lâu vô clip nha cả nhà. Chúc cả nhà được nhiều sức khỏe nha. Mời cả nhà ăn ngon lương nè, quá ngon luôn lương. Mời cả nhà dùng lẩu, lẩu lương. Mẻ. Lương, lương nó mẻ. Mẻ ngon kìa. Quá ngon. Rồi mà cho ăn miếng lương. Tới ngoài nó con, để ngoài chén đó, ngoài chén này đi. Chén nó thương mà. Mấy chén nó thương luôn. Nhai luôn xương đi. Cái miệng nè. Dẫn quá. Nước dẫn quá. Phải nhất là ăn cái đuôi và cả nhà, thiệt luôn á. Nó béo. Nừ ăn đuôi. Mời cả nhà nha. Quá lường quá ngon luôn. Nóng. Ngon không mấy mèo xinh đẹp? Ngon không mấy mèo? Gì vậy? Ăn lươn mà đòi nước tương. Ngon không? Chấm một bà cho. Thôi ăn không vậy đi con. Nước tương đâu có ăn ngon đâu. Ăn cứ mới. Con gái ăn muối chiên đó. Rồi cái xịt vô miếng nước tương ăn. Để ăn nhiều nè, thời gian có chất nè. Ăn lẩu nữa nha, nóng nóng đi mới ngon. Ăn lẩu nước. Còn thế nè. Nước. Cho nó không nước vô. Cho nước nhiều nhiều lên đi. Nhiều nữa phải không? Để qua múc cho nhiều. Nhiều quá sao con nóng. Rồi được chưa? Nữa thôi. Mẻ này ăn chuối cây là đúng sách luôn. Đúng không? Ừ. Mình bà chí bà chét ra đi. Rồi, ngon có mọt rồi. Ở dưới thời gian á, nó ăn chua hay cái gì cũng mẻ nữa. Ừ. Thích có ăn mè giống như trên mình.
mẹ nó chua ngon mà phải tốn tiền mua mẹ. Mình thấy cơm nguội đó, cơm nguội mình để lên ăn. Chứ nó mà ốc đó, chấm mẹ làm chán mẹ ha, xả đồ ha, ăn nó ngon gì đâu. Muốn dài nữa à? Muốn đậu nó ngon. Nên nuôi ăn bỏ gạt mà nó hôi. Con nào cũng lấy chành bành nữa nè. Ồ nè, con nào cũng lấy nè. Con lương đậu đuôi nó dài sạch nè. Còn lương nuôi cái tôi nó cục mảnh nè. Để đây này Dương dẻ vô. Nó một dài của mẹ. Nói nè. Nước tôi mắt rồi. Bán nhân vô mắt luôn. Nãy ăn gà không muốn ăn. Bỏ chuối vô. Chuối nè. Đó. Cây chuối nè. Ừ, chuối. Đi chú bắp chuối vô. Nó nặng ngon. Bông điện điển này, bông điện điển ngon nha cả nhà. Ăn không ngon bằng điện điển hái nhà mình. Điển mà thái. Nó đắng đắng, nhẵn nhẵn mà nó dai. Điển ăn gà mấy bà cháu chảnh là không có ăn canh. Lá sáo cho buồn chút lá xiêm đó. Bữa nào cũng trái chuối. Không queo chuối. Queo không? Xương. Nó xương đâu? Gào mà nó xương. Gào đâu phải xương. Không biết cho gác ăn đi gác thôi. Ấy mình rụng đi. Gác. Thì hôm nay á, tiện với lại hiếm ba với bé Miu đi đặt chấm lương. Được món lương về làm lương nấu mẻ rất là ngon đó nhà. Thêm dao động nữa. Cảm ơn cả nhà lúc nào cũng luôn quan tâm theo dõi video của gia đình Tuyền nha. Bây giờ xin chào. Bye bye. Bye. Thank you.